Baccalaureus Actif được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. Của anh sẽ mang giấc mơ em đang tìm kiếm. Em sẽ đưa anh đi vào những nơi lâu nay em vẫn thầm mong ước. Nên anh đừng lo, dù có bao lâu thì em vẫn ở đây với anh. Bởi vì yêu anh nên em sẽ đến đây, cho tặng anh những yêu thương nồng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Rồi dặn đôi chân em tay em vẫn giữ trọn bên hơi ấm, sẽ mãi chỉ trao cho riêng anh mà thôi. Anh à, những bài tình ca ngoài kia đã rất nhiều, mà con tim em chưa nói bao điều. Thôi ngập ngừng em mới viết lên khúc ca này để tặng anh đó. Hình như là có ai đó cũng lắng nghe bài tình. Anh ơi, từng có những lúc ông lấy những xa rời. Em tin rằng anh sẽ luôn ở đây mãi mê che chở cả cuộc đời. Đi hết nắng mưa là thiên đường, từ khi có anh được vua thơ. Sài Gòn em bé lắm nên ta đừng lạc nhau nhé anh ơi. Chẳng dễ tìm một người mà ta yêu, chẳng dễ tìm một nơi mà ta còn thiếu. Chẳng bận tâm yêu mãi mãi là bao lâu. Bởi vì yêu anh nên em giờ đến đây, cho tặng anh những yêu thương nồng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em phải vượt sóng mây, trên đôi tay em vẫn giữ trọn bên hơi ấm, sẽ mãi chỉ trao cho riêng anh mà thôi. Của chính cô gái xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay, và xin được chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Ngôn Tình Hoàng Mỹ. Và vừa rồi quý vị vừa nghe xong ca khúc chủ đề của chương trình mang tên Vì Yêu Mà Đến, qua phần trình bày của chính cô gái xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, Hoa hậu Đỗ Nhật Hà, chúng ta về vị trí. Đây là số
số đầu tiên, cho nên Nhã nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với các bạn khách mời xinh đẹp của chúng ta một chút xíu ha. Đầu tiên thì cái Nhã xin được hỏi Đỗ Nhật Hà ha. Hôm nay thì Đỗ Nhật Hà tới đây với mong muốn là mình sẽ gặp một chàng trai như thế nào? Thật sự bản thân em đến với chương trình Ngôn Tình Hoàn Mỹ thì không có đặt cho mình một cái tiêu chuẩn nào nhất định hết. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay sẽ gặp được một người thật sự phù hợp với mình và hơn hết là phải thấu hiểu mình. Vậy thì em có dự định là mang món quà nào đến đây để tặng cái người đặc biệt đó không? Trước khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì bên ban tổ chức có yêu cầu tụi em chuẩn bị một phần quà cũng như là một cái món đồ nó tượng trưng cho bản thân mình. Thì ngày hôm nay em sẽ tặng cho bạn đó một quyển sách. Em nghĩ là đây cũng là một cái món quà và cũng như là một cái đồ vật nó tượng trưng cho em nhiều hơn. Mọi người thường nghĩ là sách sẽ rất là nhàm chán đúng không? Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta biết cách đọc và đọc đúng cuốn sách và chúng ta chiêm nghiệm nó đi thật là nhiều lần thì chắc chắn sẽ mang lại rất là nhiều những giá trị nhân văn và giá trị tốt đẹp cho mình. Wow, một tràng pháo tay cho Hà nè. Không chỉ là hoa hậu rất là xinh đẹp mà còn rất thích đọc sách nữa. Và bây giờ thì Hà Anh ơi. Dạ. Không biết là sắp tới Hà Anh có cái dự án gì không ha? Sắp ra mắt. Sắp tới thì em sẽ có 2 bộ phim truyền hình. Tại vì đang trong thời gian quay cho nên là cũng chưa biết rõ là khi nào thì sẽ chiếu ở trên TV. Và có một dự án điện ảnh là Lật Mặt Năm của anh Lý Hải. Wow, có vẻ như là em quá bận rộn với công việc luôn hả anh? Thật sự là cái thời gian của em thì nó khá là bận rộn với lại việc quay. Tại vì mỗi lần mà đi quay là mất tiêu luôn. Ở trong gia đình là mẹ em mà kiểu như là sáng sớm mẹ em đi, cái là tối khuya mẹ đi ngủ rồi thế mới về. Thì lên đây hy vọng là tìm được một chàng trai nào mà kiểu thông cảm cho mình là cái việc là nếu mà mình đi làm thì sẽ không có quỹ thời gian quá nhiều. Dĩ nhiên và chắc chắn rồi, chương trình Ngôn Tình Hoàn Mỹ là dành cho tất cả những cô gái đang độc thân đến với chương trình thì sẽ đều được ghép đôi. À vậy thì Hà Anh nè, em mong muốn rằng ngày hôm nay em đến đây để tìm một chàng trai như thế nào? Đối với em thời điểm hiện tại thì em sẽ mong muốn một chàng trai tử tế, một chàng trai biết lắng nghe, thấu hiểu được em và thật sự thì làm cho trái tim em rung động. Bởi vì quá lâu rồi mình không có cái cảm giác đó. Quá lâu rồi. Dạ. Ok, chị hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có một chàng trai nào đó ngỏ lời với em. Và bây giờ là đến với cô bé rất là xinh xắn và nhỏ nhắn dễ thương, MC Kiwi. Dạ, em chào chị. Chị thấy là ở đây em rất là ngộ nghĩnh bởi vì tự nhiên ở trên cái ghế của em có một cái dù, để làm cái gì vậy em? Dạ đây á là cái cây dù mà em sẽ tặng cho chàng trai đặc biệt trong ngày hôm nay. để làm gì, đi dưới mưa cho lãng mạn hả? Thật ra là có ý nghĩa đặc biệt lắm chị ạ, nhưng mà phải là người con trai đặc biệt thì mới biết được là tại sao em mang cây dù này tới. Cho nên là thôi, em sẽ gấp gọn ở đây để chờ đợi chủ nhân của cây dù này. Ngày hôm nay em tới đây thì em mong muốn rằng chàng trai của mình sẽ có yếu tố gì thì mới bật được cây dù đó của em. Chàng trai đó phải bật được em. Bật được em là sao? Là chạy tới ôm em hả? Hay là sao? Phải bật được cái cảm xúc ở trong em. Cái cảm xúc nó cũng bị đóng băng cũng một thời gian rồi đó. Quá lâu rồi đó chị, quá lâu. Đúng rồi, thì phải bật được, phải làm tan chảy nó đi thì mới bật được cây dù này. Ok chị dạ. sẽ cố gắng. Nãy giờ chị thấy ai cũng khó quá hơn chị. Tới với Liz nè. Liz sao em? Dạ em là chị. Chào em. Ngày hôm nay em tới đây thì nãy giờ tất cả các bạn đều chia sẻ là quá lâu rồi, thì em thì không biết là có nhanh hơn chút nào không? Dạ thôi, mình không tính về thời gian luôn được không ạ? Mình bỏ qua vấn đề thời gian luôn được không ạ? Dạ. Vậy thì ngày hôm nay em đến đây thì chắc chắn em cũng mong muốn là sẽ có một chàng trai như thế nào đó lọt vào mắt xanh của mình chứ đúng không? Thật ra em cũng không mong muốn gì nhiều, em chỉ mong chàng trai của em có thể tạo cho em được nhiều tiếng cười nhất có thể. Tại vì em rất hề cười. Mọi người công nhận không? Mình cười thì mình em có thể... Em công nhận. Đúng em không? Mình cười là mình có thể quên ăn này. Quên ăn? À không phải cười, gọi là sao cho nhiều lúc đói mà mình cười là mình cũng bỏ hết không đói nữa thì mình giảm được cân nè. Đó. Vậy là chị dễ nói lắm. Mình cứ cười thôi, mình cứ cười thôi mọi người. Một cách để giảm cân đó mọi người. Đó, em chỉ mong chàng trai mình như vậy. Sao em cười nhiều mà em không giảm cân? Em chưa đủ hả? Vậy là chị nghĩ nhiều khi là em không cần anh nào đâu, em cần một hộp thuốc giảm cân thôi. Chứ giờ sao? Và bây giờ là Hansara, cô bé với cái nơ rất là to, một cái món quà di động. Ngày hôm nay em đến đây thì em mong muốn chàng trai của em sẽ như thế nào? Dạ em đơn giản lắm ạ. Ý là em không có khó khăn đâu. Em chỉ cần một người có thể bao em ăn uống 3 bữa là được. Cái gì? Thật ra 3 bữa chưa đủ chị ạ. Em nghĩ là chắc tầm phải một ngày 6-7 cử cơ. Phải không?
không? Dạ. Em nhỏ nhắn như vậy mà em ăn tới 6-7 cử trong ngày hả? Em ăn rất nhiều. Và em nghĩ là em cảm nhận là chắc là mấy anh xung quanh mà kiểu như là mọi người hay hỏi em là ô sao thấy xung quanh em cũng nhiều trai đẹp lắm, sao không ai tỏ tình em nhờ, thì em nghĩ là chắc là thấy em ăn xong thấy ăn nhiều quá không dám nuôi chạy mất. Không sao đâu, chị nghĩ có rất là nhiều bạn trai có tâm hồn ăn uống, người đó sẽ chia sẻ với em được cái sở thích đó của em. Em chờ đợi. Ok, và bây giờ tới Thảo Phạm nè. Thảo Phạm. Hello chị. Hello em. Ngày hôm nay em có mang món quà nào đến đây không? Em có một món quà rất là bí mật. À, lại nó là nằm, bí mật. Nó nằm ở đây. Wow. Nó nằm ở đây. Wow. Đâu, em đâu chưa thấy. Đâu. Có được không em? Bây giờ chị xuống chị khám phá được không? Không được, nhìn mãi chưa thấy. Không được đâu mọi người, không thấy đâu. Bởi vì món quà này rất là giá trị. Cho nên là em sẽ đợi cái chàng trai nào mà nó vạch thật là giá trị tiềm ẩn nhỏ nhắn ở đâu đó thật sự để lôi ra, thật sự để em có thể lôi cái giá trị này ra. Chứ bây giờ mà em lôi ra là mọi người hết hồn luôn á, tại vì giá trị lắm. Vậy thì cái chàng trai đặc biệt của em là một chàng trai như thế nào? Một chàng trai mà em cho là đặc biệt á thì người đó phải đầu tiên là phải đặc biệt. Wow. Wow. Yeah. Tiếp theo là phải rất đặc biệt luôn nha. Wow. Yeah. Thứ nhất là phải đặc biệt và thứ hai là rất đặc biệt. Thứ ba là cả hai cái trên. Em đùa thôi, nhưng mà một chàng trai mà em cho là đặc biệt là có thể là cho em một cái cảm giác đặc biệt. Yeah. Mọi người nha. Được rồi. Được rồi, chị rất là mong đợi cái chàng trai đặc biệt đó của em. Ok, bây giờ Fanny. Em chào chị. Chị thấy ở đây có một mình em là đội vương miện và ôm gấu bông thôi. Nó style nó hơi lạ ha chị ha. Vậy hai cái đó là em dành riêng cho em hay là em dành cho anh chàng đặc biệt của mình? Cái này thì em dành cho chàng trai mà đặc biệt của em. Còn cái này là của em. Ôi. Cái size nó hơi kỳ phải không? Không phải mọi người, tại vì cái này nó nhỏ nè, người ta dễ mang theo bên người đúng không? Cho nên là người ta lúc nào nếu mà tặng cho chàng trai đó thì người ta lúc nào cũng phải nhớ tới mình, đi đâu cũng ví dụ như là móc trên chìa khóa hay là móc ở trên cặp. Cái đó móc chìa khóa là bị thịt ngay nha. Là bị nè, thịt ngay. Móc lên chìa khóa là coi chừng chàng trai đó bị một chàng trai khác cướp mất đó. Đúng rồi. Thế thì chắc là em sai rồi mọi người. Chắc là em sai. Nhưng rồi. Mà cái con unicorn này nó có ý nghĩa gì với em? Tại vì em rất là thích những cái con vật mà có sừng. Wow. Em thích cái con... những con vật có sừng thôi chứ em không thích bị cắm sừng. Đó. Hơi lạ đó. Ừ, chị sẽ cố gắng để chị tìm chàng trai nào đó đặc biệt có sừng cho em. Chàng trai đặc biệt của em là em kiểu muốn là nhìn một phát là kiểu giống như là sét đánh cái đùi có sừng liền. Không, trời ơi, chàng trai mà phải kiểu em nhìn lần đầu tiên là em kiểu bị gặp tiếng sét. Gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy dạ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng rồi ạ, phải đánh cái đùng một cái thì em mới tặng con ngựa đó. Không, tiếp tục tìm hiểu. Thế sao là chàng trai sẽ nhanh trí đi mua ngay một cặp sừng để tặng. Nhìn khúc đó nhanh trí quá sợ. Ok, cảm ơn những chia sẻ của em. Và bây giờ là DJ OC. Chào chị. Chào em. Dạ. Nãy giờ thì các bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, thì đến phiên em á, chị cũng đang thắc mắc là cái chàng trai của em đặc biệt như thế nào nha. Chứ đừng có trả lời là đặc biệt nữa nha. Chàng trai của em mong muốn á, là bạn đó phải biết đọc sách nè. Và đặc biệt nữa là phải biết kể chuyện cho em nghe vào mỗi đêm khuya. Ôi, kể chuyện cho em nghe vào mỗi đêm khuya, giống như là chúc bé ngủ ngon á hả em? Dạ đúng rồi, tại vì em rất là khó ngủ, ngày nào em cũng thức khuya tới 3-4 giờ sáng em mới ngủ, cho nên em cần một chàng trai đó có thể kể chuyện cho em nghe để ru em ngủ như là ru em bé ngủ gì đó. Hay quá. Vậy là ngoài cái sở thích về âm nhạc, em còn có sở thích là được nghe người khác kể chuyện. Dạ. Ở đây, bây giờ nó có chương trình sách nói cũng nhiều lắm. Mở lên đó là mình nghe mình ngủ thôi. Nhưng mà người yêu của mình nó kể thì nó sẽ khác hơn, nó sẽ ấm hơn và nó sẽ tình cảm hơn. Nghe dễ đi ngủ hơn. Dạ. Và chị sẽ mong đợi một cái chàng trai đặc biệt đó đến với em. Dạ. Và bây giờ là Trương Hoài Mai Anh. Một cô bé mà mặc cái áo nổi nhất ở đây luôn, màu hồng. Sao vậy em? Em muốn tìm kiếm chàng trai trước tất cả các bạn bè mình hay sao? Em biết là em đang ngồi ghế cuối cùng nên là em phải mặc váy nổi, không là em chìm vào cái phong này mất. Không thì ngày hôm nay đến đây thì em cũng chả mong gì nhiều.
em chỉ mong là cái anh đó có cùng sở thích ăn uống với em, bởi vì là khi mà đến đây em đã chuẩn bị hai hộp đồ ăn, một hộp là của em và một hộp là của em tặng. Em nấu hả? Em chuẩn bị luôn. Thật ra là em hay ăn đồ healthy nên là đêm qua em đã thức rất là muộn để luộc khoai và sáng nay em đã dậy rất là sớm để cắt kia. Em nghĩ người đó là em. Trời ơi, dễ thương quá à. Em nghĩ người đó là em vì em rất là thích khoai lang. Em cũng có mang khoai. Không mấy mình về nhau được không? Được, được. Qua đây, qua đây. Chị vẫn còn một hộp rất to nữa nha. Ôi chị ơi. Ôi, chắc mấy chị này em đưa về hết quá, tại vì em rất là thích khoai lang luôn. Thế. Tìm khoai lang. Chị thấy không? Chị thấy không? Em rất là tâm lý. Em biết là mọi người thích ăn khoai bởi vì mọi người sợ béo đúng không? Sợ mập đúng không? Không liên quan đến sợ béo hay gì, em cực kỳ thích khoai lang. Xích nữa là tên FC của em là FC khoai lang. Vậy là chính cô gái xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay có một đặc điểm chung, đó là thích ăn khoai. Thế là bây giờ chỉ cần một anh chủ vườn khoai lên là mọi người đổ hết. Không được, chắc là lúc đó giằng xé nhau quá đi. Ok, chị mong rằng đến với chương trình Ngôn Tình Hoàn Mỹ ngày hôm nay thì tất cả những cô gái của chúng ta đều sẽ tìm thấy một chàng trai phù hợp. Và thật ra thì ngày hôm nay chị đến đây chỉ giống như là một người chị của tất cả các em thôi. Chị mong là tất cả các em sẽ đều có một chàng trai nào đó để mà rước các em về. Chứ thật ra thì chị ở đây chị nghe những cụm từ đặc biệt và giảm cân rồi thích ăn khoai của các em thì chị cũng hơi rối não ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, phần vlog. Nói về một tình yêu lý tưởng mà mình mong ước á, thì lúc trước có lẽ là Thảo rất là mơ mộng, đầu người cực kỳ mơ mộng luôn, rất là thích một tình yêu màu hồng, lãng mạn các thứ, rồi người yêu của mình phải thật là chu đáo, tâm lý ga lăng, đầy đủ các yếu tố luôn. Nhưng mà sau này thì mình mới chợt nhận ra là người đó chắc là không tồn tại rồi. Cho nên là mình đã thay đổi về cái mơ ước của mình hơn, mình đã bớt mơ mộng đi. Thì bây giờ mình chỉ cần một tình yêu đơn giản thôi, chỉ cần hai người có thể thấu hiểu và chia sẻ được cho nhau những điều trong cuộc sống là được. Oxy luôn mong muốn là có một người che chở Oxy nè. Nói chung là luôn vang hai tay rộng ra để che chở Oxy, để cho Oxy nhõng nhẽo nè, rồi để cho Oxy đòi cái này đòi cái kia. Tại vì cuộc sống bình thường thì Oxy không có những cái đó, lúc nào cũng đi chơi nhạc, rồi lúc nào cũng tạo ra một cái vỏ bọc bên ngoài rất là mạnh mẽ, nhưng mà bên trong lại là một người rất là yếu đuối. Thật ra mình đã trải qua rất là nhiều vấn đề trong tình cảm rồi, và mình cũng có được một cái nhìn nó không còn màu hồng như là những cái bạn thật sự là người phụ nữ, thì họ sẽ có một cái tình cảm nó theo cảm nhận của em thì nó đơn giản hơn và nó tương đối là nó mọi thứ nó suôn sẻ hơn. Nói vấn đề đó thì không phải là người chuyển giới không xứng đáng được hạnh phúc, nhưng cái chuyện tình của những người chuyển giới thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, không chỉ đấu tranh với bản thân mà còn với cái người mà họ yêu nữa. Đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được yêu một cô gái chuyển giới đâu. Là nếu như mà tình cảm nó đến thì Hà sẽ rất sẵn sàng đón nhận, và nếu như mà được có một cái may mắn nữa thì vẫn sẽ muốn tiếp tục cái mối tình đó lâu dài. Liz nghĩ là những bạn gái thì đều muốn có một cái gì đấy ngôn tình trong cái chuyện tình cảm của mình hết á, nó dù ít hay dù nhiều. Bản thân Liz thì cũng vậy. Mình thì mình muốn là chàng trai của mình thú vị, và nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là có thể nói chuyện và chia sẻ với nhau được nhiều nhất có thể. Giống như kiểu là nhiều lúc mình cần người ta đưa ra những ý kiến gì để cho mình, hoặc là mình muốn chia sẻ với người ta về một ngày là anh ơi hôm nay em làm này vui lắm, hôm nay mình nọ kia, người ta sẽ đón nhận những cái mình kể với người ta với một cái phong thái kiểu thoải mái, đón nhận rất là kiểu giống như kiểu một người bạn của mình luôn á, một người bạn có thể trò chuyện hàng ngày ở bên cạnh mình. Đối với tuổi của Mai Anh bây giờ thì là Mai Anh rất mong một tình yêu có thể ổn định được lâu dài và sẽ tiến tới một cái gì đó nhất định, chứ không còn là cái tuổi mà kiểu mình sẽ thử có cảm xúc với người này hay mình sẽ yêu người khác. Thì Mai Anh cảm thấy là rất là mất thời gian, cho nên là Mai Anh rất là mong đợi sẽ có một người nghiêm túc thật sự với cả mình trong một mối quan hệ. Kiwi mơ về một tình yêu bình lặng thôi, không cần phải quá nhiều người biết tới là Kiwi yêu người này yêu Kiwi. Tại vì tình yêu là của hai người mà đúng không? Cho nên là hai người biết được là đối phương là ai,
và đối phương có vị trí như thế nào trong lòng của mình là được. Và rất là hạnh phúc nếu như mình có được một cái tình yêu mà vừa có thể hỗ trợ nhau trong công việc đó, hiểu được cái tính chất công việc của nhau, cùng mà giúp đỡ nhau đi lên, san sẻ công việc với nhau, và vừa có thể tận hưởng những cái thú vui trong cuộc sống, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi du lịch. Đôi khi sẽ là hai con người trưởng thành nói về những cái câu chuyện tương lai, nhưng mà cũng có thể đôi khi là hai đứa trẻ con cùng nắm tay đi chơi, cùng chụp hình cho nhau và cùng trêu ghẹo nhau. Mình luôn nghĩ là một mối tình trong mơ của mình sẽ là một mối tình khá là giản dị. Hai đứa có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm những cái việc mà như là nấu ăn nè, hay là có thể là đi du lịch cùng nhau tới một nơi mà chỉ có hai đứa thôi. Và để cùng nhau thư giãn, cùng nhau tận hưởng những phút giây mà rất là lãng mạn. Trong thời điểm hiện tại thì mình đang trông chờ một tình yêu gọi là một tình yêu đơn giản. Yêu đương là không lừa dối. Thì mình không thích những cái sự lừa dối trong tình yêu. Mình không thích như thế, kiểu giống như là có một cái chuyện gì đó xảy ra mà người ta không chia sẻ cho mình thì mình cũng sẽ không thể biết được, không thể thấu hiểu được cho người ta. Thì mình cảm thấy là mình rất là vô tâm. Mình lại không thích mình là một người vô tâm như vậy. Mình muốn người ta chia sẻ cho mình và mình cũng chia sẻ cho người ta, thì mình cả hai đều có thể thấu hiểu được nhau, có thể quan tâm được nhau nhiều hơn, thì mình cảm thấy như vậy nó mới vui và cái cuộc tình đó mới có thể kéo dài được. Nó giống như là tình yêu giữa chị Đông Nhi và anh Ông Cao Thắng, tại vì là hơi mập, là nó rất là như kiểu một chuyện tranh cổ tích á. Mọi người biết cảm giác kiểu như là hiểu Once upon a time, ngày xưa cảm giác mình vô nó vậy á, nó đẹp, nó rất là trong sáng và nó rất là thì mong là tình yêu của Sarah cũng sẽ như vậy. Rất là nó rất là Nãy giờ thì mình ở trên đây mình giao lưu là mình chỉ đùa đùa vậy thôi, chứ những cái chia sẻ vừa rồi thì chắc là tất cả các em ngồi đây coi là cũng đã cảm nhận được phần nào những cái tâm hồn của chúng ta khá là đồng điệu với nhau. Là phụ nữ thì tất cả chúng ta, cho dù là chúng ta độc lập về tài chính, chúng ta sống có bạn bè, có gia đình, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì chúng ta vẫn cần đó là một tình yêu, là một chỗ dựa. Thật ra thì khi nghe tất cả các em nói về mong muốn một chàng trai như thế nào, một chàng trai chia sẻ được cho mình nè, là liều thuốc giảm cân cho mình nè, là người hay làm mình cười nè, là một chàng trai dễ thương, thậm chí là một chàng trai có thể vui buồn cùng mình nữa. Nhưng mà ở độ tuổi của chị, khi mà chị đứng đây, chị nhận ra là ngày xưa chị luôn mong chờ một cái tình yêu, đó là mình nghĩ là người ta phải là một nửa bổ sung cho mình, tức là mình thiếu cái gì người ta bổ sung cho mình cái đó, hoặc là tìm một người thật phù hợp. Và có lẽ là tất cả các em ở đây đều nghe cái câu là thôi mình chia tay đi, mình không có phù hợp, đúng không? Hầu hết là chúng ta đều tìm người phù hợp. Nhưng mà riêng với chị, quan điểm về tình yêu đó chính là chúng ta phải là những tâm hồn hoàn chỉnh trước. Tức là mình phải là một người vui vẻ được, tự kiếm tiền được, tự sống được, tự hạnh phúc với chính mình trước, thì sau đó chúng ta sẽ tìm một tâm hồn cũng hạnh phúc giống như vậy. Bởi vì tình yêu là hai tâm hồn hạnh phúc đến với nhau và chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm những cái hạnh phúc đó nhiều hơn, chứ không phải là đi tìm một người thiếu những cái mà mình đang thiếu để bổ sung vào. Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi bị lệ thuộc cảm xúc, lệ thuộc vào tình yêu của người khác. Ok không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những hình ảnh đầu tiên của chàng trai ngày hôm nay. Hồi hộp. Anh là Phan Minh Lộc, là một chàng trai của đường phố, thẳng thắn. Cuộc sống của anh rất là đơn giản và nó không có quá nhiều điều đặc biệt. Nhưng nói như thế không có nghĩa là cuộc sống của anh nhạt nhòa. Anh luôn tô điểm cho bức tranh đời mình bằng những gam màu ấn tượng nhất. Với anh, thích là làm, yêu là phải nói. Và đó chính là lý do ngày hôm nay anh đến đây để gặp em, cô gái của ngày hôm qua. Tình đẹp chỉ có ở trong phim. Thôi da gà luôn á. Thì có mắt nó liêm diêm.
phận trai 12 bến nước, cái Sài Gòn cứ mơ mà nó rước. Thường thay vì cái tấm thân này, người đẹp tôi nói chuyện ở trên mây. Yêu em phải cấp đủ thứ, nó phỏng vẹn bằng một lá thư. Chuyện ba của má là thế đó, đơn giản ngây ngô là thế đó. Thời buổi kinh tế lên ngô nên yêu em nào có dám nổi. Sinh viên nghèo cũng tìm người yêu, không còn gì chỉ cần anh thấu hiểu. Tiền bạc anh đây thủng thiếu, nhưng chân thành em đừng có lo. Chào em, anh đã tới đây rồi. Em đã sẵn sàng chưa? Mình gặp nhau nhé. Những giây đầu tiên nhìn chàng trai này thì không biết là cô gái nào ở đây bị rung động ta. Em có bị sét đánh không Fanny? Chưa kịp đánh nữa. Chưa kịp luôn. Chưa kịp luôn hả? Chưa kịp gì hết. Cái này chắc là phải gặp. Cái này là mà. mới dông thôi, chưa kịp sét là nó hết cái clip đó rồi. Em vừa mới thấy cơn dông nó kéo tới thôi là cái hết luôn. Bây giờ chị đang suy nghĩ là không biết chàng trai này thì có thể hợp với ai ở đây nhỉ? Rapper. Thấy rap là rap. Funny. Yo. Mọi người ơi, em nói nè, bình thường em không có rap. Bình thường em hát không ạ? Thì đó, em hát và anh ấy rap. Đúng rồi. Trời ơi, nó là đúng vậy đó luôn. Tại đàn guitar. Ở đây nhiều ca sĩ mà mọi người. Lý do em là một rapper mà. Vậy là cũng có thể là lý. Nhưng mà một bài không thể nào. Cũng đúng. Nhưng mà thật sự là lúc mà ban đầu em nghe xong em cảm nhận là ô, em cảm giác anh này tỏ tình cho chị Liz. Em cảm giác thế. Sau này em cũng quay sang nói là em cảm giác anh này kiểu đến tỏ tình cho là cảm giác là funny. Lúc mà chàng trai nó chào em là tự trong đầu của em là chào anh, chào anh. Em cũng nói là chào anh nhưng mà không biết có phải là chào mình không. Chà, có vẻ giống như là tất cả các bạn đều nói là không, em nghĩ là anh không có chọn em đâu. Nhưng mà trong lòng thì có vẻ như là ai cũng đang mất mé mất mé chờ đợi là phải chi là anh chọn mình phải không anh? Phải không? Bây giờ sẽ không để tất cả chúng ta phải đoán già đoán non nữa. Xin mời khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời bạn. Ồ, đẹp trai quá vậy. Bất ta thấy em như thuẫn với anh mần nghe như đồ phiền từng ngày qua. Và vào nhau ở nơi ta đã quen, đi hồi lâu mà vẫn chưa hối tiếc vì mới ngâm người hé nụ cười tươi. Trời ơi, anh là rau quá. Đang lần trong cõi mơ, dù hết bao nhiêu sẽ tự theo lời, dù theo gió vất vơ đến nơi chưa xa, bất thân ngày chừng đắm trong từng phút giây, cứ lấy hết lần này để nói cho em hay, anh đang lấy huy vì nhớ em, viết tâm tư của câu ca, cùng bước qua những vội vã, chân mong mình nhớ người ta. Chỉ cần chụp kè bởi mỗi thiên thần. Người đã nơi thơ say đắm, luôn có thể chú anh được nắm đôi bàn tay. Như đêm nia bật nhận mùa xưa đây mơn má đến thơ. Và cứ thế bề đèn trong tháng cơ, những cơn gió nhà lỡ của tờ nơi mây ta siêu em. Thả hồn ta rồi về nơi ta vẫn chờ, một chút thơ nôm để viết lên câu chuyện tình. Một chút hoa thơm để tặng vào tóc em ngào ngạt. Anh là con chim bay không mỏi cánh, phải dừng phát khi gặp người đẹp. Từ như trong bước chân, từ ánh mắt mang một chút suy tư, cho đến đôi môi ban theo màu của nắng. Anh cảm thấy như mình chẳng cần gì cả, ngồi bên em đang nhìn thời gian trôi qua. Một, hai, ba, năm. Khi anh có một nhịp lỡ. Lỡ rồi. Là lý. Muộn kìa. Nhịp em á. Không, nhìn bên này mà. Em cận em không nhìn thấy gì. Rồi, cảm ơn phần trình diễn của Lộc rất nhiều. Sao với em? Được không? Em thấy người ta một em thấy nữa các bạn. Chị ơi, em thấy bé Quý hả? Nó nhìn nó không chớp mắt luôn á. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì. Rồi nói cho em nghe một câu thôi, một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào? Yêu ơi, chớp mắt em, chớp, chớp, mắt em tự nhiên cay quá, chớp nè. Em cảm thấy như thế nào khi mà trình diễn trước chính cô gái xinh đẹp như thế này? Trong lòng em bây giờ nó có hai cảm xúc, một cảm xúc rất là
hơi hồi hộp một xíu. Trời một đất ơi. Xúc nữa thì mình rất là cảm thấy là thoải mái khi mà mình mở đầu một cái ca khúc là rất là cute, rất là fun như vậy để cho cái cảm xúc ở hôm nay được dâng tràn nhiều hơn. Em biết không, nãy giờ chị đứng ở trên này cũng lâu rồi, nhưng mà cái con bé ở phía kia kìa nó không có thèm mang mắt kiến để nó nhìn chị. Cho nên khi em lên nó mới rút mắt kiến ra để nó nhìn cho rõ. Mai Anh, tại sao em làm như vậy? Chị ơi, thật sự là em bị cận. Mà ở chỗ đấy nó hơi xa quá, em không nhìn rõ để không, chị... hồi nãy giờ chị vẫn đứng đây, chị vẫn đứng đây. Thì nhưng mà vừa nãy em đứng sát chị rồi, em có thể nhìn được mặt chị rồi. Còn bạn ấy thì em chưa nhìn thấy, là em đeo kính mà thôi, mà chị có gì đâu. Không, anh ơi, anh có thích ăn khoai không? Em có thích tình yêu sét đánh không? Dạ. Yeah. Em nghĩ là có. Em nói hồi nãy anh đi hát lỡ nhịp bốn ở bên kia chứ không phải bên em rồi. Ủa, nhưng mà anh sẽ đâu biết được ghế ngồi của chị đâu. Thì đây là thấy rồi mà. À thế hả? Khúc đó là anh freestyle á. Anh ấy đổi lời bài hát khi mà đến gặp em á. Nhìn thấy nhịp 4 là đổi luôn lời. Ủa, bài hát đấy là bài anh tự sáng tác đúng không ạ? À, mấy bạn hỏi là bài hát đó là ai sáng tác? Dạ, bài hát này của mình sáng tác rồi. Wow. Thôi bây giờ em có cái gì giới thiệu với các bạn không? Chẳng hạn như là tên, công việc hiện tại gì đó. Có không? Có muốn giới thiệu không? Hay là mình giữ bí mật luôn? Ok, em phải một đoạn về bản thân mình đi. Tôi tên là Neo, thường đi trên chiếc xe cổ. Buổi tối tôi hay xuống phố cùng bạn bè làm vài chai trên vài cái guitar, hát nghiêng ngao vài câu hát, lắc lư thì nhịp flow, viết lên vài bài sáng tác. Và tôi hát một cách rất khác. Và rồi tôi rap một cách rất gắt. Ê, đừng nghĩ mình có mức mà tỏ ra mình là đầu gấu, vì ở nơi này chính anh ấy luôn là người dẫn đầu. Sao nãy giờ chất, thì chất. Chị oxy mê rồi. Hả? Oxy mê rồi. Chị ngồi chị chà đi chay nãy giờ luôn. Không nha, chị oxy là thích nghe kể chuyện. Em có tâm hồn ăn uống không? Thích ăn không? Dạ, em thích ăn mà còn thích được làm món ăn cho với người yêu nè. Cái gì vậy? Ủa sao ra em là người kia là em đòi nhanh nhất mà. Hả? Không, hồi nãy chị Mai Anh nói là chị Mai Anh thích nấu ăn chung với người yêu. Chị đâu Hạ có Anh đâu, nhầm chị rồi. Hạ Anh. Anh Neo đúng không? Anh nghĩ gì? Anh là em thấy ảnh nhìn về hướng này rất nhiều. Sao là em bảo là ôi bên kia. Đánh lạc hướng em đấy, đánh lạc hướng em đấy. Bây giờ hỏi câu này nè, anh có thích có sừng không? Thôi anh thấy là bây giờ các bạn gái ở đây đang bị bấn loạn rồi. Bây giờ chị nghĩ là em sẽ chọn người mà em chọn ở đây. Ủa sao chị im lặng vậy? Giây phút quan trọng chị, mình phải im lặng. Đâu có đâu, chị đâu có được quyền công bố đâu. Ờ vậy hả? Chỉ có một mình chủ nhân này sẽ công bố điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật của chúng ta. Thấy là nãy giờ là em vẫn còn rung khá là nhiều, mặc dù là em đọc rap rồi này nọ rất là nhiều luôn. Bây giờ chị muốn em thở đều nè, hít vô, xong mình thở ra, xong mình hít vô, xong mình thở ra, hít vô, thở ra nè, rồi bình tĩnh nè, bình tĩnh coi là... Vừa rồi chị, nó ra đường khác. What? Hả? Mình bình tĩnh nè, mình giới thiệu lại mình một lần nữa nè, tên nè, công việc hiện tại. Ok. Thì đầu tiên xin được gửi lời chào đến chị Nhã với tất cả các bạn nữ ngày hôm nay. Mình tên là... Hỏi tên đầy đủ. Đợi xíu chị. Mấy đứa chào là phải chào nha. Rồi sao? Mình hỏi tên đầy đủ là tên là Phan Minh Lộc. Rap name của mình là Neo.
À, hiện tại mình đang làm kinh doanh tự do, mình đang mở một quán cà phê bia. Cà phê bia là cà phê làm từ bia hả em? Không, cà phê, uống có cà phê và bia. Có bia. Nghe quen ta. Ở đây có ai thích uống cà phê không? Không. Không ạ. Không ạ. À. Anh ơi, quán anh có bán trà sữa không ạ? Không à? Ai có. Có hả? Trời ơi, đi đi. Nhưng mà em thích uống bia. Wow. Cái gì Lộc cũng có hết đúng không? Dạ đúng rồi, em tự pha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ về Lộc hơn qua các từ khóa nha. Xin mời. Nhậu, hot boy nửa mùa, chân đây. Dài. Chân dài. Chân dài. Chân dài. Chân dài. Chân dài. Có ai muốn hỏi câu hỏi đầu tiên không? Có khi nào là chị Nhật Hà không? Nhậu. 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 Khoan khoan, bây giờ ai muốn hỏi câu hỏi đầu tiên, một trong những từ khóa này? Ai? Em. Em. Nhiều em quá trời luôn. Không, chị thấy Hà Anh giơ tay đầu tiên nè, Hà Anh hỏi đi coi chữ nào. Ngôn tình hoàn mỹ. Cơ hội dành cho các chàng trai được một lần nói lên tình yêu của mình với các cô gái của chương trình. Cái này là em muốn biết nhất nè, tại vì mình phải sống thật với nhau đúng không? Ừ. Lộc có thể cho Hà Anh biết được về cái từ khóa sống thật của Lộc là như thế nào không? Sống thật thì trước khi mình nói cái từ sống thật của mình á, thì muốn mình cũng muốn biết cái từ đó nó có ý nghĩa gì đối với bạn. Thật ra thì tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn là khi mà mình đến với một cái người bạn trai nào đó thì cái người đó phải sống thật với mình, phải thể hiện ra hết bản thân mình như thế nào, chứ không phải là mình dating, mình hẹn hò với nhau xong rồi sau đó mới vỡ lẽ ra là à cái chàng trai là người như vậy, thì lúc đó mình rất là bị sốc và rất là buồn. Tại vì trong một cái tình cảm thì sống thật luôn là cái điều tiên quyết, sống thật và tử tế, bởi vì như vậy thì sẽ mang đến cho đối phương một cái gọi là một cái sự tin tưởng, một cái sự kiểu ấn tượng nhất định đối với mình. Thật ra thì không phải chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống, trong tất cả các mối quan hệ, cái sự chân thật luôn là cái sự mà luôn luôn cần trong tất cả các mối quan hệ. Điều tiên quyết. Cái từ sống thật của Lộc thì nó có ý nghĩa như thế nào? Thật ra thì cái từ sống thật nó đối với bản thân mình thì cũng như Hà Anh mới nói rồi, đừng đi guốc trong bụng không, chắc chạy hết luôn. Đi guốc, đi guốc, em đi guốc thiệt. Các em ơi, mất cái chữ đầu tiên thôi là đi guốc trong bụng rồi. Đối với mình á, thì mình muốn khi mà quen nhau á, hai người nên thể hiện bản thân mình thật sự luôn, chứ đừng có quá gồng gánh hoặc là mình biết ok cái bạn nữ đó thích một cái chàng trai như thế này, mặc cái bộ đồ rất đẹp, ok, và mình phải nên theo như vậy, phải phong cách như vậy, và cái điều đó là điều mình không thích nhưng mà bạn nữ đó lại thích, mình muốn lấy lòng bạn đó và mình bất chấp mình làm theo. Nhưng mà khi mà mình đã ở một thời gian thì lúc đó bạn nữ mới phát hiện ra là ok, bạn trai này không phải giống như là cái gu của mình thích. Thì cảm giác lúc đó cái tình cảm nó sẽ có một cái vết nứt. Cảm giác trong lòng nó sẽ bị có nhiều cái phân vân lắm. Tại sao mình lại quen một người như thế này chứ khi nọ, trong khi lúc đầu anh ấy như thế này thế kia, sao bây giờ anh ấy thay đổi. Thật ra chỉ đơn giản là mình sống thật con người của mình thôi. Ngày hôm nay thì ok mà mình mặc rất là đẹp, nhưng mà thật sự bản thân mình không thích mặc những bộ đồ quá lộng lẫy như vậy. Không sao không sao, ở đây tất cả các cô gái ở đây đều vậy. Ủa ý chị là... Ủa chị là sao vậy? Thật ra thì ăn mặc thoải mái là điều mà ai cũng thích cả. Kể cả bản thân em, kể cả bản thân Hà Anh. Bởi vì khi mà mình kiểu không có một cái sự kiện gì quá quan trọng, em cũng thích kiểu mặc đồ thoải mái. Ví dụ mà khi mà em lái xe em có thể mang một đôi dép, bởi vì như vậy rất là thoải mái, mình có thể control được tất cả mọi thứ. Có vẻ như mới có từ đầu tiên mà Hà Anh thả thính dữ quá đi. Nào là đi trong bụng nè, rồi mình cũng thích đi dép, mình cũng thích thoải mái như vậy đúng không? Nè, cái này không phải thính nha, cái này là nói thiệt, cái này là thiệt. Okay. Nhưng mà thấy có vẻ tương đồng rồi đó, thấy có vẻ tương còn đồng. Còn ví dụ thính là khác, ví dụ mình sẽ nói theo cách khác, ví dụ thả thính là ồ, anh thích đi dép hả? Em cũng thích đi dép giống anh. Đó, có nghĩa là theo em á, là mình yêu nhau hay là mình thích nhau thì mình nên sống thật với chính mình. Mình có như thế nào thì mình cứ hãy là như vậy. Thì người ta yêu, người ta sẽ yêu cái bản chất đó, chứ không phải là yêu một cái hình ảnh nào đó bên ngoài mà mình cố tạo ra, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không có quyền mặc đồ đẹp nha. Thật ra là phải tùy vào tình huống, tùy vào cái việc mình gặp. Rồi, từ tiếp theo. Em muốn hỏi là cái từ khóa nợ là anh thích nợ tình hay nợ tiền? Đâu?
À, có từ nợ. Có từ nợ kìa mọi người. Đối với anh thì anh nghĩ là nợ mà nợ bằng tiền á thì có thể 1 năm trả được, 2 năm trả được, hoặc có khi là không được 1-2 năm thì có thể là 5 năm, 10 năm. Nhưng mà cái thứ mà mình thấy trong lòng mà mình dây dứt, mà mình khó buông bỏ nhất, mình cảm thấy là rất là cắn rứt, thì đó là cái nợ tình. Nó đối với nhiều người thì có lẽ ở độ tuổi này người ta không nghĩ là nợ đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình đã nợ những người đi cùng mình, bởi vì họ đã bỏ ra một cái khoảng thời gian thanh xuân của họ. Thanh xuân này rất là quan trọng, nó trôi qua trong một chớp mắt thôi, nhưng mà mình lại xuất hiện trong cái thanh xuân của họ, nhưng lại là không phải là cái trạm xe cuối cùng của họ, mà mình chỉ là một cái trạm dừng chân thôi. Và mình thấy là mình đã làm họ mất đi một cái khoảng thời gian đó rất là quý giá mà mình không thể nào trả lại được, giống như một dòng sông nước đã chảy qua thì không bao giờ múc lại được nữa. Thì cái đó mình cảm thấy là mình sẽ rơi rứt ở trong lòng. Thật ra nha, nếu như mà nói về cái quan niệm này của Lộc thì chị nghĩ như thế này, khi mà chúng ta yêu nhau á, nhiều bạn nữ vẫn hay nói rằng trời ơi, tôi đã bỏ hết thanh xuân cho anh rồi. Nhiều người họ nói như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ lại một chút xíu. Bởi vì thứ nhất là bạn nữ sẽ nghĩ là tôi bỏ hết thanh xuân cho anh rồi, hoặc bạn nam sẽ mang trong mình một cái tâm thế là mình không có đáp lại được tình yêu đó cho cổ, mình đã làm mất cổ một khoảng thời gian quá dài. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn nhận một cách gọi là công bằng hơn, thì khi chúng ta yêu nhau là hai người đến với nhau bằng cảm xúc, thì khi chúng ta chia tay nhau đó là bởi vì chúng ta không còn có cảm xúc với nhau nữa. Thì đó là sự lựa chọn của chúng ta. Không có ai phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện là tôi phải trả lại thanh xuân đó cho bạn, hoặc là tôi đã làm mất hết thanh xuân của bạn. Bởi vì thật ra đó là quyết định của chính mình. Thì chị mong rằng em sẽ không còn nghĩ tới cái điều rây rứt đó nữa, có nghĩa là mình đã làm mất đi thanh xuân của người ta. Mà điều quan trọng đó là khi yêu nhau thì hãy yêu hết mình. Còn nếu như không còn yêu nữa, chúng ta có thể dừng lại để cho nhau những cái con đường mới phù hợp hơn, đúng không? Nhưng mà cái từ nợ đó thật ra nó cũng có một cái nghĩa khác. Thì nếu mà nói về thanh xuân á, thì mình sẵn mình nói luôn, thật ra con gái lúc nào cũng nghĩ là mình mất thanh xuân nhiều, nhưng thật ra thanh xuân của con trai còn ngắn hơn nhiều. Bởi vì mình cảm thấy với cái thanh xuân của mình dành thời gian đó để yêu một người con gái, nhưng mà cái thời gian đó mình đã mất đi, mình không thể nào tập trung để mình làm một cái sự nghiệp. Nếu mà muốn thật sự là sống với nhau lâu dài, người con trai bắt buộc phải là người đi kiếm tiền nhiều hơn. Cái đó là điều quan trọng. Cái này em có ý kiến. Thật ra thì trong một mối quan hệ á, không phải quan trọng là ai kiếm được tiền nhiều hơn, mà quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào trong cái mối quan hệ đó và mục đích như thế nào. Em muốn nói là giống như là khi mà hai người đến với nhau và dành một cái tình cảm lớn cho nhau, dành một cái tình cảm chân thành, thì nó giống như là rượu vang mà cần thời gian mới ngon vậy đó. Họ đối xử với nhau như thế nào, quan tâm nhau ra sao, thì điều đó sẽ thể hiện được hết ở trong cái mối tình đó. Ví dụ đi ra đường mà mình cảm thấy là ôi, tôi có một anh người yêu hay một cô người yêu quá tuyệt vời, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài rất là nhiều. Và em nghĩ là không ai lấy cái thanh xuân của ai cả. Điều đó chỉ giúp chúng ta tốt lên. Chúng ta nghĩ là chúng ta có cần tốt lên vì đối phương hay không, và chúng ta sẽ tốt lên như thế nào, thì cả hai có thể xây dựng được điều đó. Cả hai sẽ hạnh phúc hơn. Mình sẽ không nợ gì nhau cả. Mình không mang đến cho nhau điều gì thì thôi, tại sao hai người đến với nhau mà phải nợ nhau điều gì, đúng không? Nhưng mà thật ra cái từ của Lộc á, thì chị nghĩ nó cũng giúp cho em có một cái trách nhiệm hơn. Thật ra một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm là một điều rất đáng quý và rất cần thiết trong tất cả mối quan hệ. Nhưng mà có lẽ là mình cũng không nên đặt nặng cái vấn đề của người khác là do mình nữa, thì sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Nhưng mà thật ra thì nó không có quá nặng đâu. Mình chỉ để lại một cái góc ở trong mình để mình nhìn lại những gì mà mình đã tiếc nói, mình bỏ qua, để mình trân trọng cái trước mắt nhiều hơn. Đúng rồi, mình sẽ trân trọng những gì mình đã trải qua nhiều hơn. Và từ thứ ba, có bạn nào muốn hỏi từ thứ ba không? Dạ em. Thôi em chọn đi, em muốn bạn nào hỏi em. Ok, chọn hai Sarah. Tém lại. Không, nãy giờ em rất là thắc mắc cái từ khóa chân dài. Em tức thắc mắc nhưng mà không ai hỏi cả. Tại em tức quá đúng không? Tại em tức quá đúng không? Em không có chân dài hay sao? Vâng. Tại sao anh lại để cái từ khóa chân dài là gu của anh là một người cô gái chân dài? Ôi, tôi thấy ánh mắt ấy hướng về chị Hà rồi mọi người ơi. Một tình yêu như bé trao về anh, mãi yêu mình anh, chụp bài ca em viết trao tặng anh. Wow.
thấy rất là nhiều những cái từ khóa giống như là từ chối nè, quá khứ nè, lỗi nè, cần nè. Có phải là trong quá khứ của anh này có phải là có một cái khúc mắc gì đó không? Đâu phải là nhất thiết ngày hôm nay tới đây là cái gu của ảnh là chân dài đâu. Nhiều khi là trong quá khứ anh đã có một cái mối tình với một cái cô chân dài nào đó. Và bây giờ anh muốn tiếp tục một mối tình chân dài. Đây là anh, đây là tình yêu khi này vậy? Chưa chắc, chưa chắc. Vậy thì để coi chủ nhân coi theo suy luận của Hà liệu có đúng không? Một phần. Wow. Cái này người ta gọi là sự thấu hiểu. À, Hà thật sự là một người có quan sát. Chân dài, nói chung là nó về chiều cao đó. Thật ra thì mình là một người không thích chân dài. Hả? Hả? Mình không thích người con gái chân dài. Thời trời tới rồi. Thời tới rồi mấy đứa ơi, thời tới rồi. Thời tới rồi. Oh wow. Tự nhiên có mấy đứa đứng dậy. Tại sao hả anh? Tại sao hả? Chân dài đẹp mà. Anh có một cái quan điểm là anh không thích bạn gái mà mang cao gót. Bỏ hết tất cả mọi người, bỏ ra. Em hiểu rồi, ý là anh ý hơi khiêm tốn về chiều cao. Nên là thích người cô gái, vậy là chị Kiwi. Đó, lúc mà mình đã như vậy đó. Thì cái cảm giác đi, thí dụ ride mình đi với một cô gái chân dài hơn. Cái cảm giác khi mà một cái người mà để mà bảo vệ chở che á, mình cảm giác như mình không có được cái sự chở che từ mình. Thường á là tất cả những người con trai luôn, họ sẽ có cảm giác là họ thích cái người phụ nữ lúc nào chiều cao cũng phải thấp hơn họ một chút. Ơi, chị tháo đôi guốc nó ra đi. Thôi cái này không phải phạm trù của em, nói chung là em chỉ chia sẻ cái tư duy của em thôi. Phải cao hơn á chị. Nhưng mà em nghĩ là chắc không phải là em đâu, tại vì đến cái đôi dép của em cũng phải có độn. Em rất là thích mang giày độn. Và giày của em không có giày nào không độn cả, nên em nghĩ chắc không phải là vậy em. Thì em bỏ giày đi anh cộng. Vậy thì em bỏ giày đi anh cộng. Ngồi đoán già đoán non nha. Bây giờ anh muốn tiếp tục một mối tình chân dài. Có khi nào là chị Nhật Hà không? Anh ý hơi khiêm tốn về chiều cao. Vậy là chị Kiwi. Mọi người cứ hay đùa. Rồi từ tiếp theo. Em Alice. Em rất là băn khoăn cái từ quá khứ. Em không biết là anh có phải là một người quan tâm đến quá khứ không? Tại vì như em biết, có rất là nhiều con trai sẽ bị để tâm đến quá khứ của một con gái, mà hay kiểu như là đánh giá người ta qua cái quá khứ. Thì em không biết anh có phải là một người như vậy không? Anh nghĩ đó, bất kỳ người con gái hay là người con trai nào, người ta cũng đã từng trải qua một cái chuyện gì đó. Người ta để trong lòng họ một cái gốc để mà người ta để những cái kỷ niệm trong quá khứ. Và có những cái quá khứ người ta không thể nào bỏ được. Và khi mình tới gặp một con gái đã trải qua một cái quá khứ rất là nhiều đổ vỡ, rất là nhiều vết nứt, mình lại là người muốn hiểu biết về cái quá khứ đó, không phải là để soi mói bạn gái mình đã từng làm gì, mà để giúp cô ấy có thể xóa bỏ được cái quá khứ đó, có thể tự tin ở tương lai và cùng mình ở hiện tại và đi tới tương lai. Quá khứ nó không quá xấu, mình trải qua nó là có đẹp và cũng có buồn, nhưng chính những điều đó là giúp cho mình trở nên hoàn thiện bản thân hơn. Và mình muốn dùng cái sự chân thành, cái sự ấm áp của bản thân mình để có thể hàn gắn được những cái vết nứt đó, giúp cho cô gái đó cảm giác là tôi cũng có một cái tình yêu thật đẹp. Tôi không phải là một người bị mất mát, là một cái món quà của một một chàng trai nào đó. Em hơi thắc mắc, tại vì hai cái từ khóa này nó lại xếp rất là gần nhau, đó là từ vỉa hè và từ chối. Thì em không biết là trong cái những cái chuyện tình đã qua hay là những cái khó khăn trong quá khứ anh đã từng gặp phải, anh có thể chia sẻ một chút hay không? Tại vì em thấy nha, những cái từ khóa trên bảng á, nó mang một cái màu sắc, nó giống như là một cái người này, người ta đã trải qua một cái chuyện nó không được mấy tốt đẹp trong quá khứ. Thì em muốn nghe anh ấy chia từ sẻ nhiều hè. Hơn. Vỉa hè là nơi mà em hơi gọi là mình lớn lên, mình sống với nó rất là nhiều. Mình bươn chải ở ngoài đường, mình hay ngồi những cái nơi quán xá, quán cốc thôi. Nhưng mà mình rất là trân trọng khi người con gái họ chấp nhận họ ngồi chung với bản thân mình ở một cái nơi rất là bụi bặm, rất là đường phố như vậy.
Nhưng mà đôi lúc mình lại nhìn thấy là cô ấy xứng đáng ngồi ở một nơi cao hơn. Em có cái câu này. Tại vì thực sự là không phải cô gái nào cũng thích ngồi ở một nơi sang trọng đâu. Đối với một người mà người ta đã từng trải nhiều thì người ta sẽ thích ngồi những nơi vỉa hè thật là đơn giản thôi. Nhiều khi mình ngồi đó mình rất là hứng thú, tại vì OC cũng chơi với một nhóm OTD là ở trong giới underground, thì OC cũng rất thích ngồi vỉa hè. Khi mà đã chung nhau rồi á thì ngồi vỉa hè hay là ngồi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là cái khoảnh khắc hai người ở cùng với nhau. Trời ơi, quan trọng là đồ ăn vỉa hè rất là ngon mọi người ơi. Cam Minh Chi, Bánh Nhân Chủ, Lẩu, Chà Dâu, Bánh Tráng. Đi đâu không quan trọng mà quan trọng là ngồi với ai. Đi với ai. Đó, thấy chưa. Thật sự thì qua chương trình ngày hôm nay á, thì Nhã cũng muốn gửi đến tất cả những bạn nam, đó là con gái á, thật ra không có lúc nào, không phải lúc nào cũng đòi là phải thế này thế nọ đâu, mà con gái quan trọng là cảm xúc mà bạn mang đến cho họ là cái gì. Tại vì con người ta có thể quên đi rất nhiều thứ về nhau, nhưng mà cái cảm xúc dành cho nhau thì họ sẽ không bao giờ quên đâu. Vỉa hè là cái nơi mà mình có rất là nhiều cảm xúc trong cuộc sống, chiêm nghiệm rất là nhiều thứ đó. Hồi nãy em nói không có nghĩa là mình phải đi những nơi sang trọng, mà mình đang nói với bản thân mình phải cố gắng để cho cô ấy cảm thấy là cô ấy yêu mình không phải là hối tiếc, một điều hối tiếc, mà là một điều xứng đáng mà tất cả người khác phải ngước nhìn lại. Có nghĩa là mình sẽ là một món quà dành cho người tiếp theo, đúng không? Em muốn hỏi từng nhậu. Đúng, em đang tính là xuất sắc. Yeah. Là mình cần một bạn nhậu đúng không anh? Nhậu. Là nhậu ngoài vỉa hè hay sao ta? Là quán anh ấy là mở quán thế nhậu luôn á, bia đấy. Bây giờ anh hỏi là Thảo là Thảo có thích nhậu không? Em rất thích nhậu. Trời ơi, wow. Cái này hồi nãy có nói là em thích bia rồi. Bản thân anh không phải là một người thích nhậu. giống em. Nhưng mà cuối cùng anh lại mở quán bia. Tại sao nhỉ? Có một lý do vậy không đó. Hiểu là tại sao mình lại có một cái cảm giác là mình thích nhậu với người yêu mình. Em nghĩ là tại vì cái lúc mà nhậu thì con người sẽ trở nên thật hơn. Đúng nữa rồi. Nên là sẽ chia sẻ được rất là nhiều thứ hơn. Em cảm giác anh Neo là một người rất là nội tâm, nên là sẽ thích chia sẻ những thứ ở trong. Thì những cái con lúc bé mà nhậu chắc chắn là dân sạch nhậu rồi nha mọi người. Em em không biết nhậu. Ôi thề em không biết nhậu thật sự. Không biết cho nên mới tò mò. Chị nghĩ là khi mà em nhậu thì em sẽ rất là hay. Em không có uống rượu bia được, em chỉ uống trà sữa thôi ạ. Mà chị là người uống trà sữa thì bị xỉn đó. Ngược lại là chị uống bia uống rượu thì không sao, nhưng mà không hiểu sao uống trà sữa thôi là xỉn liền lập tức luôn. Kiểu vậy. Sao thích uống rượu với người yêu đúng không? Thích nhậu với người yêu. Nhậu là bất chấp bia rượu hay gì hết, bất chấp nhậu là bia rượu chơi hết. Mà hai người này nhậu chung là hợp luôn, nhậu chung xong rồi ráp chung với nhau. Đúng rồi. Người hát người ráp, nhậu xong là có một bài hát mới. Rồi từ gì nữa không nè? Cho em hỏi nè. Chị Nhã ơi. Là... Chị Nhã ơi. Chị OC kêu. Sao em? Em muốn hỏi câu cuối nha. Câu này là câu cần. Thì cái câu cần này nó... Anh cần gì ở em? Bất cần đời, bất hả? Cần em. Không được, anh cần em. Cần gì em? Từ cần á thì nó cũng rất là nhiều nghĩa. Nghĩa đơn giản nhất là sự ân cần, sự quan tâm, bảo vệ. Và đôi lúc mình cũng tự đặt câu hỏi với bản thân là mình cần người yêu để làm gì? Là sao? Có, em cũng hay tự hỏi lắm. Tại sao mình phải cần người yêu để làm gì cho mình? Đúng người rồi. Yêu có thể làm gì? Đúng. Hay là chỉ cần một người đi chơi, cần một người hiểu, cần một đúng. Người chung một con đường thôi. Đúng. Thì từ cần đó với bản thân. Em cũng hay nghĩ vậy. Từ cần nó còn có một cái nghĩa khác. Có đôi lúc người ta cần mình đúng lúc. Chỉ đơn giản là cần mình đúng lúc thôi. Tại sao lúc em ấy quay là một con gái họ giận mình, họ nói là không cần mình nữa, họ quay lưng đi, mình cũng là người buông tay. Lúc đó cô ấy đang đánh đổi tình yêu của mình, xem là chàng trai đó buông tay hay là chạy lại ôm cô ấy, đúng không? Có vẻ đây là một chàng trai hiểu ngôn ngữ của phụ chắc nữ. Là hiểu ngôn trời ngữ ơi. Của con gái nè. Có thể ở nhau 9 năm, 10 năm, nhưng mà một phút cô ấy cần mình nhất, mình không xuất hiện, tan nát hết.
Nhưng có bao giờ anh nghĩ là cái giây phút mà anh không xuất hiện được trong cái hoàn cảnh đó, người ta quay lưng với anh, thì đó là người con gái ích kỷ không? Trong tình yêu phải ích kỷ. Người con gái chả bao giờ muốn bạn trai mình có thứ gì khác ngoài mình, đúng không? Trong tình yêu nếu không có ích kỷ thì không phải là yêu. Và hôm nay thì mình tới đây để cần tìm một nữa. Không, em không được, em không được nói ra, em không được nói ra. Anh ấy nôn nao lắm rồi, muốn nói ra lắm. Anh mắt hướng về bên kia, hướng về bên đó. Anh mắt hướng về hướng bên đây. Nãy giờ thì chúng ta đã nghe chia sẻ rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trò chơi để chúng ta có thể chạm vào nhau, để có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn qua những cái chạm nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Bây giờ bạn nữ nào muốn lên đây để chạm? Ai lên đây? Có ai lên không? Để anh ấy mời đi ạ. Anh ấy chọn đi ạ. Anh ấy chọn hả? Không, anh chọn. Sao bây giờ em muốn là người nào sẽ lên đây sân khấu này cùng với em để chơi những trò chơi này? Chị thấy có rất nhiều bóng. Thì nếu mà được, mình có thể mời được tất cả các bạn nữ lên chơi cùng mình được không ạ? Wow. Lên. Lên đi nào các em ơi. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Ai sẵn sàng bước lên nhanh nè. Lên đây nào, các nàng công chúa xinh đẹp của tôi ơi. Lên đây và làm công chúa bong bóng nha. Rồi, bây giờ em có cần chị hỗ trợ cái gì không? Thì nãy giờ thì chị cũng hoạt động nhiều rồi. Nên là em muốn cho chị vô nghỉ. Chị hả? Chị nghỉ ngơi. Cho chị luôn. Mua đồ của em, chị muốn chị đi vô để em ở lại với chính người xinh đẹp này chứ gì. Ôi, rồi ai sẵn chưa? Chị hai của tụi mình. Chào giọng ông gọi khóc. Bye. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Ok, hôm nay chúng ta không làm công chúa bong bóng. Chúng ta làm công chúa bể bóng nha. Hả? Công chúa bể bóng. Ở đây sẽ có 9 bạn nữ ha. Thì mình sẽ cho hai bạn một đội. Mình sẽ chia làm 4 đội và mình sẽ chọn một người ra, một người may mắn ra cùng mình đứng đây để làm giám khảo. Sợ bóng đúng không? Giờ này đứng luôn. Ủa là chị chọn luôn hả? Chị tự không luôn được. Hả? Tại vì những người sợ là phải chơi. Hả? Wow. Bây giờ anh chọn đi, cuối cùng là anh phải chơi. Chơi sao phải chỉ nha, chứ không biết chơi đâu đó. Vậy thôi, mình chọn Thảo làm trọng tài với mình. Đúng rồi. Ok, okay. Còn Thảo với mình sẽ làm trọng tài, còn tất cả các bạn còn lại sẽ được bắt cặp với nhau, tự chọn. Sao? Ủa vô. Sao? Ở bên đây ba người, bốn người đây. Rồi bên đây qua đây một người. Tức quá kìa. Chị Si, em với chị nè. Chị Si kìa. Hồng với nhau nè. Rồi, chuẩn không? Chuẩn không? Đó. Được. Rồi, chị chốt đơn chưa? Chị chốt đơn chưa đi? Qua nè. Chốt nha. Thì bây giờ mình có 4 đội chơi. Bây giờ mình sẽ cho 2 đội chơi trước. Hai đội chơi trước. Mỗi lần chơi sẽ chơi 2 đội. Thì hai đội thắng cô hai lượt sẽ chơi với nhau để chọn một đội thắng cuối cùng. Ok. Chị thích bóng không? Còn đồ, cái lượt thua để ai thua rồi nói. Hình phạt sẽ tiết lộ sau. Đúng rồi. Bây giờ mọi người nhìn nè. Một cục người sẽ có 5 trái bong bóng. Thì bây giờ hai người trong đội chơi sẽ quay lưng lại với nhau, kẹp cái bong bóng ở giữa lưng mình. Trời ơi. Làm bể cái bong bóng đó. Em thảo trong thời em gian ngắn nhất, ai làm bể trước 5 trái bong bóng thì đội đó thắng. Bây giờ mình nói là lưng đúng không? Thì thực sự là mình có 2 lưng thì lưng nào cũng được hết hả? Hay sao? Chị không? Nếu bây giờ chọn, bây giờ cho tất cả bạn chọn, một là lưng, hai là hay là lưng còn lại. Đúng rồi. Đúng không? Thì miễn sao là lưng được rồi, đó là do okay. Mình vô.
Mọi người. Khoan, rộng rộng cho em. Kẹp, kẹp, kẹp. 3, 2, 1. Tiếp, 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 tiếp. Lưng mà cũng không thắng nổi. Ủa thắng rồi hả? Ủa thắng rồi hả? Ủa ma xí, tại vì hả anh này đẩy bóng chậm với bộ. Đúng rồi. Tại nói chung là thua rồi, mình đã nói rồi. Thua đứng vào một bên. Thua đứng vào một bên. Trời. Trời kỳ quá. Sẵn sàng chưa? Rộng rộng ra nha, rộng rộng. Chị thảo ở nha nha. Ok nha nha. Ok. Ok. Anh ơi nhét vào giữa nha. 2 3. Rộng ra, rộng ra. Đổi lưng. Thôi không đổi lưng đâu, đi mặt đó. Rồi. Mày sao lưng quá, sao lưng được hơn, sao lưng dễ hơn. Để cho nó cao lên một chút. Đi khác đi. Đây này, đồ lại khác đi, đồ khác đi. Cố lên, cố lên. Cho em trái khác đi. Cố lên, cố lên. Dơ, dơ, dơ. Điều điểm là 22 á. Cố lên. Không được. Bây giờ ai bẫy được cái này trước là người đó thắng nè. Đôi quà, đôi quà, đôi quà. Không phải chưa? Dạ. Còn một trái nữa, bây giờ ai thắng trước nè. Chưa mà. Thắng rồi. Thắng rồi, bên kia chưa bẫy. Sao hoài vậy? Biết đâu, đổi trái. Thắng không bể vậy chứ. Rồi. Hay quá. Không đẩy cái gối luôn cho thắng luôn nè. Trời anh ta. Không cho anh ta thế. Trời ơi. Này. Tâm hồn khẩu phục chưa? Tâm hồn khẩu phục rồi. Quá mệt quá sức nhiều quá. Anh ơi vậy là không được. Muốn rớt cái dương miệng luôn. Hồi nãy đó. Chị Nhã nói là mình lên đây chơi với lại khách mời để mà chạm với khách mời, nhưng mà tụi sao mình tụi mình chạm nhau vậy? Chị nãy ôm nhau. Ôm nhau nồng nàn mà không bể được cái nào. Rồi. Sao kỳ vậy? Rồi. Thắng rồi chơi tiếp. Bây giờ hai đội thắng bước lên. Vậy nha. 3 2 1. Cố lên. Chị mừng giùm. Đối xét. Tuyến hơi hụt hẫng nha, mặc dù là thắng nhưng mà nó hụt hẫng nha. Nhanh nha. Nó xỉu. Không nhiều thời gian. Rồi bây giờ thì chúng ta đã kết thúc trò chơi. Không bể. Không bể. Chúng ta tới cái phần hình phạt. Hả? Thì chúng ta mời bốn bạn nữ của hai đội thua đứng lại đây. Còn lại đi về chỗ. Thắng là được về ạ. Đúng rồi. Wow. Trời ơi anh ấy về đi đúng kiểu thua đi. Về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Ok ok. Vậy là anh ấy sẽ tỏ tình trong số còn lại. Cái phần nãy thi cho vui thôi chứ không phải thắng thua gì hết. Thì công chúa bể bóng đã xong rồi. Giờ chúng ta tới phần hình phạt. Hình phạt có tên là công chúa tập tạ. Ở đây mình có hai cục tạ. Bây giờ mình sẽ chơi nói từ. Trong lúc bốn bạn chơi nói từ thì mình phải cầm hai cục tạ
cao ngang dài, vừa cầm vừa nói. Nếu mà nó sai, một người nó sai thôi là phải chơi lại từ đầu. Chưa, sẵn sàng chưa? Đội thắng đầu tiên, ai là người dễ nhất? Là Hansara với lại Liz. Ủa? Hai bạn sẽ là người cho từ khóa trước. Hansara sẽ tới Liz, bắt đầu sẽ tới Kiwi. Ok. Chơi nói từ không? Rồi, mời Hansara. Sẵn sàng. Sàng lọc. Lọc nước. Ủa rồi đưa qua đi. Rồi đưa qua, đưa qua. Gì tặc hoài vậy? Nước suối. Nói đúng hai từ nha, nói dư từ nào là phạt lại á. Suối kìa, nhanh lên. 3, 2, 1, hết rồi. Hết giờ. 3. Hết giờ. 2, 1, 1. Rồi lại từ đầu. Ê. Ủa là có 3 giây rồi. Ủa vậy là cái hình tạm phải, phải cho mình hình, phải có thời gian chứ. Rồi chuẩn bị. Là cứ bên đây không nói được là lại từ đầu. Đúng rồi. Rồi bây giờ đợt này sẽ cho đội với nhì chơi. Xin mời Mai Anh. Khoai lang. Khoai lang. Lang thang. Cao lên. Đúng rồi. 3. 2. Thang máy. Wow. Máy ảnh. Ảnh góc. Ảnh góc. Ảnh góc. Gốc cây. Trời. Coi quay lại, quay lại. Ủa quay lại đây hả? Tiếp. Cây khoai. Cây gì? Cây khoai. Rồi. Cây khoai, rồi. Khoai chiên. Sao khoai không vậy trời? Hả? Chiên xù. Chắc lâu quá không ăn khoai à? Xù bông. Đúng rồi. Xù bông cũng được mà. Bông, bông, rồi, bông. Xù gì? Xù gì? Mọi người phải viết nhau đi. Không hỏi lại nha. Bông gì? Bông. 3. 2. Bông gì cũng được. Bông. Bông lan. Rồi. Ủa? Tiếp. Nó lan nữa hả? Lan. Lan, lan không gời. Lan hương. Wow. Hương sắc. Hương sắc. Yeah. Sắc. Cao sắc. Lên, cao lên, cao lên. Sắc. 3. Sắc đẹp. Ủa đủ rồi, đủ, đủ rồi, đủ rồi. Yeah. Rất là may mắn khi mà bốn bạn nữ đó cuối cùng đã vượt qua được cái màn phạt này. Rồi, xin mời về chỗ. Ôi trời, trời lắm rồi. Vậy thôi hả? Cảm ơn anh. Cảm phạt nhẹ quá, tưởng phạt nặng hơn cơ. Hả? À, Sara muốn lên thử à? À dạ không ạ. Dạ không ạ. Thôi nãy thấy nãy giờ nhìn cái cục tạ rất là muốn cầm thử. À dạ không hề luôn á. Ủa sao vậy trời, mọi người ơi anh. Trời ơi, cái sân khấu của tôi. Trời ơi là trời, các người đã làm gì trên sân khấu này của tôi hả? Nè, nãy giờ thì mình hiểu thì cũng đã cố gắng hiểu nhau qua các cái cụm từ trên này rất là nhiều rồi đúng không? Mình hiểu về tính cách của nhau, về quan điểm nè. Mình chạm thì mình cũng đã chạm. Ê, nãy giờ có chạm được ai không em? Có chạm ai không? Ai nghĩ để bọn em chà nhau, chạm nhau à? Chứ không... À, là chỉ đứng gần thôi chứ cũng chưa được chạm đúng không? Nhưng mà dù sao mình đứng cự ly gần như vậy mình cũng đã tương tác được gần hơn rồi. Thì bây giờ... Nãy giờ em thấy anh ấy cười tuê tuét luôn. Bây giờ Lộc có muốn đổi ý không? Wow, là quá hả? Đổi ý hả chị? Ôi không được. Bẻ cua. Trao lại quyền cho em. Cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.